Nó giám sát thời nó không rụt nữa. Nó thanh nông mới bò, mời bò mới vựa. Nó thế nào chống dựa tựa nưng, nó bé con đường cao tốc canh chừng, nó những kẻ đỗ rừng không tuân thủ. Nó sinh viên trực đêm thiếu ngủ, nên giảng đường nó không đủ sức ghi. Nó thầy cô khi đó phải làm gì, nó phải áp dụng ngay luật lao động. Nó nhặt rác tràn ngập sân vận động, nó thiếu trò lễ đi bộ thể thao. Ngót nghìn cô chẳng có cháu nào cúi nhặt rác do bàn tay mình vứt. Nó võng nay chớm nằm đứt phật, nó đâu rồi võng cói ngày xưa. Nó vứt đi không giữ lại răng bừa, là công cụ tổ tông nó để sống. Mài game chat nó con người lao động, nó nếu lười thì vỡ mộng trời Tây. Nó bắt giàn sau hạt lá leo dây, nó quan sát đường cày sao cho thẳng. Nó viết sách sao lại quảng gánh no, nếu không no làm sao âm ấm thân cò. Nó học tập những nhà nho yêu nước, nó tìm hiểu cuộc chiến tranh xâm lược. Nó cách nào tìm được ân nhân, nó nấu ăn đủ dưỡng chất thành phần. Nó y phục phải sánh cùng kỳ đức, nó tại sao thiệt thòi ngủ trung thực. Nó vẫn còn nhiều những vực cực đoan, nó đường dây điện thiếu an toàn. Nó loạn xạ mẫu biểu giấy cam đoan, nó làm sao nhân dân được an toàn. Nó người già không phải nó toan, nó làm sao cho sản xuất liên hoàn. Nó đội ngũ đội đoàn thanh niên vững, nó quy hoạch dài hơn trong xây dựng. Bén dễ rồi nó dễ mọc bao sâu, nó kiến thiết công trình cũng bền lâu. Nó giả soát từ đầu công cứu nước, ghi dấu ấn cuộc chiến tranh xâm lược, trả ơn người cho dân được bình an. Nó sửa đường hành quân khỏi gian nan, nó lấy sùng những võng còn trên cổ thụ. Nó xen lẫn trồng màu rau vụ, nó